Hello, xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh Phong Memo. Thì à, tiếp tục hôm nay à, mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái kèo Europe cực kỳ hot luôn ha. Thì à, cũng cái con này chỉ có tổng cung chỉ có một triệu thôi anh em à, cực kỳ hot luôn. Đó là cái con token là Yuki Swap. Đó, thì à, cái này nó tự nó cũng giống như là một cái sàn anh em ha. Đó, thì à, tổng cung chỉ có một triệu thôi cực kỳ thấp luôn đó thì à, nó khi mà nhận claim á, thì mình sẽ nhận được là 20 đồng Yuki hoàn toàn miễn phí anh em ha đó thì anh em tranh thủ à, trước khi quá muộn anh em nha à, cái keo này cực kỳ hot thì hiện tại cái con Yuki này nó là thì hiện tại con Yuki này nó được xếp hạng là hạng thứ nhất hả không nó gọi là hạng số 1 á trên gọi là BSC Defy à, và đứng thứ 12 À, trong khi so sánh với tất cả các ứng dụng khác anh em nha đây thì cái um, mình có cái trang web và nó cập nhật cái uh, đây cái số thứ tự ha đó thì con Yuki Swap nè hiện tại đứng thứ ba nè ha đó là một trong những ứng dụng mà là hàng đầu anh em ha hàng hàng đầu hàng đầu trong lĩnh vực DeFi anh em nha đó Yuki Swap đứng thứ ba ok đó, hiện tại là nó đang màu xanh lè luôn em, ha đó cực kỳ ngon luôn và cực kỳ uy tín ha rồi đó Về cái cái con này á, Yuki này Token đó là một cái token sàn phi tập trung Anh em nha Đó là một con sàn Và hiện tại là nó đứng top uh, Top 10 các cái sàn Lớn trên uh, Binance Anh em nha Trên DeFi Ok Thì uh, tổng cung chỉ có một triệu thôi anh em anh. Đó uh, Thì anh em sẽ xuống uh, phần mô tả đô, kể, Copy link ha Sau đó dán vào một đáp của WeChat Hoặc là Metamask Anh em nha Đó Hoặc là anh em có thể mua à, Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em claim miễn phí Ok Rồi Thì anh em sẽ xuống phần mô tả ha Copy cái link dán vào mục đáp của vi trết Em nha Anh em vào dạng mục đáp đó. Anh em bán dán vào Rồi ok Thì mình sẽ chuyển sang là Smart Chain em nha Smart Gen. Đó, thì cái con kèo này nó chỉ còn có 2 ngày em ha, cho nên anh em tranh thủ à, cờ ngay cho mình hàng nóng luôn. Nếu mà chậm là thật là nuối tiếc anh em nha. Đó, chỉ còn 2 ngày thôi, 2 ngày 9 giờ 27 phút. Đó, cái kèo kèo cực nóng luôn và anh em phải cờ nhanh cho mình ha. Rồi, tiếp theo anh em bấm vào chữ connect nè. Connect sau đó anh bấm vào trust wallet nè. Đó. Tiếp theo anh em bấm kết nối nè. Rồi à, cái so nối xong Bây giờ mình sẽ kéo xuống nè Mình sẽ um, bấm vào là Claim cho mình ha Bấm vào claim nè Đó Xác nhận giao dịch Phí 0.3 năm nha Rồi bấm chấp nhận Ok Rồi Thì uh, mình đã claim xong 20 Yuki năm nha Thì uh, Đây là cái link giới thiệu anh em ha Anh em sẽ sao chép cái link này à, Anh em đi giới thiệu ha Chọn tất cả nó Sao chép nè Đó, à, anh em dán vào chỗ nào anh em cần sao chép ha mời bạn về. ok rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách ép token này vào ha ép token này vào thì anh em sẽ quay lại cái phần quý cho mình một quý ha rồi anh em vào dấu hai chấm cho mình kéo xuống phía dưới cùng ha rồi thêm tiền mạng hóa cho mình nè ok chuyển mạng lưới thành Smart Chain nè Rồi Ở phần địa chỉ nè Hợp đồng với tên ký hiệu số tập phân Thì mình sẽ để nội dung này dưới phần mô tả video à, Anh em sao chép và ghi đúng vào ha Còn không thì anh em thì anh em có thể join vào Telegram Tên, làm, à, tên uh, kênh Telegram của mình Để mình sẽ gửi cái thông tin cho anh em ha Rồi Thì phần địa chỉ ha Anh em sẽ sao chép địa chỉ hả à. sao chép rồi anh em dán vào cho mình ha dán vào đó nó hiện ra là Yuki swap Yuki 18 ha. số phần 18 ok anh em bấm làm xong cho mình luôn đó bây giờ là 20 Yuki về rồi anh em ha rồi quay lại quay lại ví kiểm tra ha kéo xuống cùng dưới cùng đây Yuki swap 20 cực kỳ ngon ha kèo lên cực kỳ hot luôn tổng cung chỉ có một triệu thôi đó Ok chưa? Rồi anh em vào một đáp lại Anh em vào cái phần Yuki lại nè Đó à, Thì à, khi anh em giới thiệu bạn bè Anh em sẽ nhận được là 10 Yuki Cho mỗi lượt giới thiệu thành công anh em ha Đó, con này chỉ còn hai ngày thôi Cực kỳ nóng luôn AirDrop chỉ có một triệu Yuki thôi anh em ha Anh em lưu ý ha AirDrop chỉ có một triệu thôi, cực kỳ thấp luôn Đó Mà cái con à, Yuki Swap này là Một trong những cái ví à, phi tập trung à, và đứng hàng top anh em ha top trong các quý DeFi anh em ha đó rất là ngon đấy đây là cái link mà mình à, mình có thể là tham khảo được cái vị trí à, top của Yuki Swap ha thì mình cũng sẽ để cái link này dưới phần mô tả video anh em kết vào anh em nghiên cứu thêm ha đó hiện tại là nó đứng hàng top thứ ba nè nó nằm trong các ứng dụng là ok nhất ha anh em ha đó trong ứng dụng các ứng dụng DeFi này anh em vào phòng DeFi thì nó nằm đứng, đứng top thứ ba anh ha Yuki Swap nè cực kỳ ngon ha nó chỉ sâu thằng bên cái Swap nè với thằng Auto Farm và thằng Agrito thôi đó cực kỳ ngon luôn đó là nằm trong top cái ứng dụng DeFi tốt nhất rồi đó thì mình sẽ nói thêm ha đây là Farm Stack Skin thì sau này nó cũng sẽ có cái chương trình Farm Stacking cho mình ha ừ. Đây là cái ví, Yuki là một cái ứng dụng ví anh em nha, cực kỳ ngon luôn, đó, giá yeah, Yuki, ừ. ok, rồi, mình kéo lên đây mình xem thử coi, đó, bây giờ thời gian 2 triệu 2 ngày, ok, rồi vậy anh em ha, à, anh em vào claim liền cho mình ha, anh em nào mà đã xem cái video này thì đăng ký liền cho mình, à, phí phí mạng rất là thấp luôn. À, và con keo này á là chỉ có là một triệu thôi anh em ha cho nên anh em tranh thủ làm liền ngay cho mình ha rồi video đến đây xin kết thúc anh nha anh em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cũng như là bấm nút like ủng hộ video mình ha hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo bye bye